Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em thanh lý cho các bác một con ly của hãng Onkyo, model AV1000 Pro. Con ly này thì em thanh lý cho các bác với giá chỉ 1 triệu đồng. Và có một cái lỗi, đó là bát check này nó chỉ lên được một vế thôi nhé, còn một vế còn lại thì nó chỉnh nó không có tác dụng. Một vế chỉnh bát check nó không lên, còn một vế thì vẫn chỉnh bình thường. Đây, như cái vế này thì vẫn chỉnh ok các bác nhé. Cái vế R này, vế VR này về thì vẫn chỉnh ok, còn cái vế L đấy thì nó không chỉnh, nó không có tác dụng. Cái này nó về nó bị mất một cái nút này, thì em có cái nút khác này gắn tạm cho các bác thôi. Còn trường hợp thứ hai là các bác có thể sử dụng như một cái cục đẩy, các bác để chỗ direct này đấy, thì nó không qua mạch âm sắc nữa đấy, thì các bác có thể ghép thêm vang số nhà mình vào nghe nhạc và karaoke trên cơm ly Onkyo V1000 Pro này. Thành lý cho các bác 1 triệu mặt nhôm màu đen các bác nhé. Bát check ở đây thì đấy, thì em nói luôn, bị lỗi là vặn nó không có tác dụng của cái một cái vế L này đấy. Lỗ thất thì cũng rất là trâu bò luôn. Thì các bác thì nhìn cái phần chi đáp của nó đây, quay ký cho các bác. Các bác nào, bác thợ nào mà hoặc là các bác thích khám phá thì đây, mày mò thì về xử lý phần mạch âm sắc của nó. Sau này nó đánh 8 con sò than ở dưới gầm này các bác nhé, 8 sò than sa ken 1 vít. Onkyo AV1000 Pro made in Japan, điện 100V, công suất là 210W, CD 688, trở kháng loa thì từ 6 ohm trở lên, 6 đến 16 ohm về loa đây. Các cái đường analog, phono, CD, tuner, rất nhiều cổng kết nối, có cả bre này. Đây em đang cắm tín hiệu vào đường CD các bác nhé. Máy móc thì cam kết cho các bác là chưa có động chạm gì ở trong này cả. Về em test thì nó bị đấy, tình trạng là VL, bát check chỉ không áp phê, nó không có tác dụng. VR thì vẫn chỉnh ok. Và các bác muốn không sử dụng cái bài âm sắc trên cái âm ly Onkyo này, mà các bác chỉ tận dụng đó làm cái cục đẩy, thì các bác chuyển sang chế độ direct. Direct thì là cái chế độ mà nó không qua cái mạch âm sắc nữa, nó như một cái cục đẩy các bác nhé. Các cổng tròn tín hiệu đây, cổng CD. Hình thức đi đẹp đó. Chỉ có duy nhất là bị lỗi như vậy thôi. Em thanh lý giá rẻ cho các bác chỉ có 1 triệu đồng thôi nhé. Giá rất rẻ rồi. Kích thước của ly là chiều ngang 43,5, chiều cao 16, chiều sâu 37, giá 1 triệu không bao ship. Nguồn cũng khá lớn, chơi bát 25-27-4. Đây, chế độ direct thì nó sẽ sáng cái đèn xanh này, direct này. Đấy. Em chỉ test bằng cái điện thoại này. Các bác nếu mà quay video bình thường, để cái chế độ bình thường, quay video không nói rõ tình trạng có khi các bác cũng chẳng biết được đâu. Để bát check này vẫn lên ok này. Thanh lý cho các bác giá 1 triệu đồng không bao ship các bác nhé. Các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22555. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.